Hello anh em, hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em về một cái công việc mới, cái chuộc update VIP này vào tháng 10 năm 2020. Chúng ta sẽ đi thu hoạch ong và thu hoạch ong. Lại thu hoạch ong. À, thu hoạch ong. Ba mươi tổ ong thì được một mật ong nhé. Cái mật ong này để thời gian càng lâu thì các bạn sẽ thu hoạch càng được nhiều nhé. Để thời gian của server chạy càng lâu mà ít người thu hoạch nhé. Mỗi lần thu một tổ này thì các bạn sẽ được rất là nhiều ong. Còn các bạn thu liên tục thì nó sẽ được ít, nó chỉ tầm một ong thôi. Chỉ một tổ ong. Thời gian càng lâu thì mật ong càng nhiều. Chỉ khoảng 30 tổ ong sẽ được một mật ong. Bây giờ chúng ta sẽ đi chế biến mật ong. Ok, 30 tổ ong được một mật ong. Sau đó chúng ta sẽ đi bán mật ong. Và bán mật ong. Một mật ong chúng ta sẽ được 550 đồng. Ok.